Bạch quý sư đại đức, tôi đã đọc một cuốn sách tên là Nghiệp và Kết Quả do một vị hòa thượng từ Phật giáo Đại Thừa viết. Trong cuốn sách có một câu trích dẫn như thế này: đôi khi một người cũng đạt được địa vị cao sang chỉ bởi vì đời trước đã từng cung kính cúng dường những bậc chân tu đạo hạnh. Lẽ ra nghiệp nhân này sẽ đưa họ đến vị trí một tu sĩ thượng phẩm ở đời sau, nhưng do tâm họ không hướng về một đời sống thoát tục, chỉ thuần lo toan việc thế gian nên quả báo đã đi lạc sang hướng khác. Họ được quyền chức lớn trong xã hội, ở địa vị này họ vẫn là người có đức độ, đôi khi hao hao giống một ẩn sĩ. Tuy có quyền chức mà vẫn thích có một am thất vắng vẻ để tĩnh tâm. Cái đoạn đầu nghe còn có lý với đoạn sau là chất quớt rồi. Theo thượng tọa, một người nhận của bố thí cúng dường sẽ hình thành nhân cách của người bố thí trong kiếp sau, phụ thuộc vào loại người nào tốt hay xấu, phàm phu hay chân tu. Tuy nhiên tôi không nghĩ rằng điều này là hoàn toàn đúng theo kinh điển Pali, vì kết quả của nghiệp sẽ thay đổi và hình thành dựa trên cảm xúc của người, như hoan hỷ hay sân hận, niềm tin của họ vào nghiệp và tam bảo. Xin Đại Đức vui lòng xác nhận suy nghĩ của tôi là đúng hay không? Đại Đức nghĩ điều Hòa Thượng nói trong sách có đúng hay không? Như sư nói đó, nửa đầu nghe còn có lý, mà nửa sau cái câu đó nó chất quớt. Chất quớt là tại sao? Tại vì á, quý vị nếu như có đọc kinh nhiều á, thì quý vị sẽ thấy rất nhiều những trường hợp như là cái vị trưởng giả không con, vị này đã từng bố thí cúng dường cho một vị Phật độc giác, cho nên 7 kiếp liên tục sanh về cõi trời cõi người. Ổng đâu có không giống một chút xíu gì một vị ẩn sĩ luôn á nha, mà ổng keo kiệt, ổng hà tiện, ổng ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, tới hồi chết thì không có con cái. Mà nguyên nhân á, là do đâu? Do hồi xưa khi ổng bố thí cho vị Phật độc giác, ổng cho xong rồi ổng có cái lòng hối hận. Hối hận theo cái kiểu là cho cái kẻ hầu người hạ thì nó còn biết làm cho mình, nó còn biết phục vụ, cho con chó nó còn biết giữ nhà, còn cho cái ông thầy chùa này thì không có làm được tích sự gì hết, cho nên cho uổng. Thì chính bởi vì cái nghiệp đó dẫn đến cái tính cách là không dám ăn, không dám mặc. Rồi cái lý do không con á, là do cái kiếp, có một kiếp là ổng vì chiếm đoạt tài sản của người anh em của mình mà ổng giết đứa cháu để cho tuyệt tự, người anh hay người em đó tuyệt tự, không có người thừa kế, để ông này ổng chiếm đoạt tài sản. Thì chính vì cái nghiệp đó dẫn đến ổng không có con, thì đâu có dính dáng gì tới cái chuyện ảnh hưởng tính cách của vị độc giác, không có chút xíu nào luôn. Hoặc như là một cái vị, một cái tên đồ tể, tên đồ tể cũng không đúng, mà tên Đao Phủ, 7 kiếp liên tục sanh thiên, mà 7 kiếp liên tục là hắn giết người. Coi như là kiếp nào sanh ra là cứ hắn đè, hắn kiếm người, hắn giết thôi. Và liên tục như vậy 7 kiếp sanh thiên. Cái lý do mà ảnh sanh thiên đi về cõi người cõi trời trong 7 kiếp là do ảnh từng cúng dường một vị Phật độc giác, cho nên ảnh có 7 kiếp đi cõi người cõi trời, và trong 7 kiếp đó ảnh chuyên môn sát sanh thôi. Tại vì ảnh có một cái tà kiến, ảnh tưởng là nhờ sát sanh cho nên ảnh mới đi về cõi người cõi trời. Thì quý vị thấy là nó hoàn toàn trái ngược với những gì ở trong cái quyển sách mà cái vị này dẫn. Cho nên á, cái chuyện là mình
bố thí cho ai mà mình ảnh hưởng tính cách của người đó thì cái chuyện đó nó không có nha. Sư chỉ đồng ý cái nửa đầu á, tức là khi mà mình bố thí cúng dường thì nên hướng đến sự giải thoát hơn là hướng đến cái sự sanh tử luân hồi. Tuy nhiên á, ngay đừng có lo, cái này là ở trong cái quyển sách đó cũng không có nói nữa. Tức là đừng có lo cái chuyện mình hướng đến sự giải thoát thì cái quả cái quả phàm á nó không có thì không đúng. Như là ở trong trưởng lão tăng kệ và cũng trưởng lão ni kệ cũng có rất nhiều những vị trưởng lão đời trước từng bố thí cúng dường một vị chánh đẳng giác hoặc một vị độc giác mà vô số kiếp được sanh về cõi người cõi trời, hưởng hết lạc thú ở thế gian cho đến kiếp cuối cùng xuất gia nơi Đức Phật Gotama và sau đó chứng đắc đạo quả. Đó mới là cái đúng đắn mà dựa theo kinh ha. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì về vấn đề này hay không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, về quan điểm mà Đại Đức hành tại trả lời á, sư hoàn toàn đồng ý thưa quý vị. Cái quan điểm mà quý sư ở đây cùng đồng thuận với nhau á, đó là quý sư lấy cái quan điểm á, trong Tam Tạng Kinh điển Pali, quý sư nhấn mạnh điều đó thưa quý vị, cho quý vị hiểu rõ nha. Còn một khi mà có một vị nào đó bất kỳ mà đã nói Phật pháp mà ngoài Tam Tạng Kinh điển Pali thì lúc đó quý sư không có luận bàn cái việc đúng sai ha. Tại vì đúng sai á, thì đúng hay là sai á, thì phải dựa vào một căn cứ, một cái nguồn đó cụ thể kinh điển Pali thì mới phân biệt được đúng sai và đúng sai trong phạm vi đó thôi. Cho nên là ở đây một lần nữa sư xác nhận là sư và sư hành tại, đặc biệt sư hoàn toàn đồng ý cách trả lời của sư hành tại đó là phù hợp với kinh điển Pali. Thưa quý vị, ở đây á thì sư cho mở rộng cho quý vị hiểu thêm về cái vấn đề mà nói là cái việc việc mà bố thí cho một cái người gọi là một tốt ha, người tốt ha, một vị tốt đi, hay là một vị mà có chân tu đi thì thành tính cách người đó, thì Đức hành tại trả lời thì thực sự là đầy đủ rồi, nhưng mà sư sẽ mở rộng thêm cái cạnh này để cho quý vị biết nè. Đừng có nghĩ là cái việc mà bố thí á, là tự động gọi là auto ha, auto auto automatic, nghĩa là hình thành cái tính cách người đó. Xin thưa quý vị, thậm chí nha, xin nói thậm chí nha, nếu quý vị có nghiên cứu tăng luật á, quý vị mới thấy được rằng thậm chí thời Đức Phật còn tại thế có nhiều vị sống trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, đi đến giáo pháp Đức Thế Tôn, đúng không? Rồi sao? Rồi tu tập một thời gian, rồi phá phách, rồi tà kiến. Mặc dù thân cận, quý vị thân cận Đức Phật đó, thân cận các bậc thánh tăng tăng đó, nhưng mà một thời gian sau là đặc biệt là xin nhấn mạnh ví dụ tà kiến rồi cãi thầy mình, rồi xong từ bỏ điều học đi theo ngoại đạo đó. Thậm chí là ở gần bên mà nó còn như vậy đó, hay thậm chí một cái câu chuyện trong pháp cú mà liên quan đến đệ tử, hai vị đệ tử của ngài Cáp Sát Bá, ngài Ma Ha Cáp Sát Bá, rồi gọi là đại ngài Đại Ca Diếp thưa quý vị, thì có một cái về vị đệ tử đó, sư tạm gọi một vị đệ tử tốt ha, với một vị đệ tử xấu đi, thì cái vị đệ tử xấu đó mặc dù là thân thiết ở bên cạnh mà gọi là đệ nhất thánh tăng đó, đệ nhất trong hàng top là thánh tăng đó. Nhưng mà rồi sao, cái vị đó đốt cốc ngài luôn, không học được điều gì hay, không có được học được gì hay, điều gì hay từ ngài, chứ phải gần gũi như vậy đó, gần gũi sơ sát như đó, nó không chi là cái việc đây nó bố thí gần gũi sát bên như vậy ngay trong kiếp đó, mà đệ nhất thánh tăng mà còn đốt cốc của ngài nữa, thì vị thấy không? Cho nên là ở đây là sẽ kể thêm cho quý vị cho nó có mình hiểu hiểu về cái vấn đề mà gọi là cúng dường bố thí gieo duyên hay là gần gũi này nọ, thì mở rộng thêm để cho quý vị thấy cái nó cho nó sinh động hơn, quý vị hiểu rõ hơn thôi, cho nó củng cố thêm chánh kiến thôi để mình hiểu rõ là những cái quan điểm này nè. Thứ nhất là nằm ngoài Tam Tạng Kinh điển Pali, không phù hợp đi, mà nó thật sự nó sai sai mà sai quá xa, đi gọi là đi đi quá xa thôi quý vị. À, cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.